I love you. Now you set my soul on fire. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi về bộ trang phục B của nhân vật Tiểu Hứt Gia, Công Tước Quả Đen. Đây là một bộ trang phục các bạn chỉ cần làm xong cốt truyện là sẽ có. Nhưng mà ngày hôm nay mình mới sực nhớ ra là có bộ skin này trong event. Cho nên là bây giờ mình mới lấy cho mọi người xem để chơi. Trời ơi, tôi lấy được 3-4 ngày nay rồi mà giờ mới nhớ. Cái cốt truyện thực ra nó rất là dài. Ở cái chương 1 á, thì lúc nó mới ra thì chưa có nút skip. Nhưng mà mấy chương sau thì nó có rồi. Cho nên là cái việc mà các bạn đọc cốt truyện thì thực ra thì nếu như đọc thì sẽ hiểu. Còn skip giống như mình đây thì không hiểu gì, nhưng mà được cái nó nhanh. Chứ các bạn thấy nếu như mà không có nút skip ấy, đợt mà làm chương 1 thì mình mất tầm hơn nửa tiếng mới làm xong được hết tất cả mọi thứ. Bấm từng chữ xong rồi là nhìn hình, xong rồi bấm từng cái manh mối một để xem nó có khớp với đáp án hay không, rất là lâu. À, tưởng nó bay sang đây nhưng không ngờ đổi tiền đạo bên đấy rồi. Mọi người thấy cái tên thợ máy rất là hay nhá, Big Coom, trời ơi, nghe muốn chảy nước miếng luôn vậy đó. Bình thường có mỗi chữ đó, chữ đằng sau thôi là đã thấy mờ lèm rồi mà thêm chữ Big nữa, mà còn viết chữ in hoa nữa. Trời ơi, ta nói nó xịn sò gì đâu luôn. Ủa gì vậy? Người bút chiêu hả mấy mẹ? Nhân vật Tiểu Hứt Gia thì là một cái nhân vật rất là khỏe ở cái giai đoạn mà các bạn có giấy và các bạn có thể support cho đồng đội bằng cách là điều khiển được Hunter. Thứ hai là mọi người cũng có thể sử dụng thân xác của cơ thể đồng đội của mình và sử dụng persona của chính họ mang luôn. Nhưng mà ở đây thì nhiều khi... nó tè le qua đây nữa. Gì ạ? Gì ạ? Gì ạ? Úi giời! Úi giời ơi! Gồng! Úi giời gồng! Gì đây? Bung dù hay gì đây? Úi giời! Úi giời! Úi giời! Úi giời! Úi giời! Rồi mình có giấy rồi. Ok. Ủa gì vậy? Không đuổi nữa, không đuổi nữa rồi. Thanh niên này có vẻ thích đi khống chế máy, đi kiểm soát máy đây. Đặc biệt Tiểu Hứt Gia rất mà là mạnh ở những cái khu map mà nó có nhà lầu, mình có thể điều khiển và mình đẩy Hunter xuống dưới để nâng cao được cái khả năng gọi là đẩy Hunter xuống và làm giảm cái khả năng mà nó điều khiển. Thì các bạn nên là cho nhân vật mình ngồi xuống và sau đó là hắn điều khiển Hunter ha. Bởi vì nó sẽ mất khoảng đâu là một giây gì đó để mà cho nhân vật mình đứng lên chẳng hạn. Và đối với Hunter thì chắc chắn là phải điều khiển làm sao để cho thể xác của nó gần đến thể xác của mình, chứ không thể đào đẩy ra xa được, đúng không? Không là lỗi chết dở luôn ấy. Nó biết mình ở đây rồi, nó biết mình ở đây rồi. Ui dồi ôi, thôi thôi, em xin lỗi. Ô kìa. Rồi điều khiển này, ra chuồng gà chơi ngay vào luôn. Tính double down hả? Làm gì có chuyện đó. Ôi chết rồi, bị ngáo rồi. À thì ra là cái chuông khi mà mình điều khiển thì khi nào mình điều khiển xong thì mới hiệu chuẩn. Ây da, chết rồi. Mang cả nhánh hiêu chậm nữa mọi người ơi. Gu trang bùn bùn đà đà. Ủa không hiêu được hả? Để bò ra xíu. Thanh niên này có vẻ thích đi kiểm soát máy hơn. Cốt truyện thì mọi người bây giờ chắc là có ai cũng có bộ skin này rồi, chỉ có điều là mình chưa làm thôi. Nhẽ ra là làm từ hôm thứ năm vừa rồi, lu bu quá lại quên. Mà cái bộ skin này hình như mình thấy có vẻ như là màu da nó sạm hơn những cái màu da của những cái bộ skin kia, hay là do map nó tối không biết. Nhưng mà cũng rất là đẹp trai đúng không? Rất là đẹp trai. Trời ơi, tè le. Cái người nửa máu đây thì không đuổi. Ngộ ha.
Nhân vật này chơi cũng khá là giống với tiên tri, mình cần phải quay mặt vào Hunter để nhìn nó để mình có thể tích được cuốn sổ. Cuốn sổ này thì nói chung là thuộc map, thứ hai là di chuyển đảo cam, nói chung là cũng thật phải khéo léo, chứ nếu không thì mình rất là khó để mình có thể là điều khiển được nhân vật, mà lại có thêm cuốn sổ thứ hai rồi. Úi giời ơi. Chẳng hạn như là mình thấy Gu Chan nó vung đòn đánh lên là mình sẽ lấy sổ mình điều khiển nó ngay vào luôn, nó khỏi kiểm soát mình ấy. Nè đấy, vung cái tay lên hộ. Vung cái tay lên đi. Nó cho mình ngồi xuống đấy chứ. Dăm ghê. Rất là khó sờ đến mình. Chẳng qua hồi nãy ván đập nó bị hơi bị lỗi. Để có tiền đạo ở đâu. Rồi, thấy rồi, chạy tới heal thôi. Nhân vật này cứu ghế rất là tốt nha. Mọi người cũng có thể sử dụng cuốn sổ để cover cho đội cứu ghế chẳng hạn. Ví dụ như là mọi người có thể dùng cuốn sổ đẩy Hunter ra để những người đi cứu họ tranh thủ họ cứu ghế. Đó là một cái mẹo mọi người có thể dùng. Ở đây thì mình chưa có cơ hội. Chứ nếu như có cơ hội thì mình sẽ làm cho mọi người xem. Rồi, máy nào cũng ok rồi đó. Cứ thích đi kiểm soát máy thôi. Bay bay. Trời ơi, cái phụ kiện thủy triều Gu Chan nhìn đẹp thiệt á, nhưng mà mình chưa đổi nữa, mình cũng đang rất là phân vân về cái phụ kiện cú ôm miễn cưỡng và cái này. Cái phụ kiện S của tiền đạo cũng rất là đẹp. Mà không biết chơi. Mặc dù nó đẹp thiệt nhưng mà không biết chơi. Đánh gì đây? Lại có thêm một cuốn sổ nữa nè, khéo rồi cho ra chuồng gà nữa bây giờ. Quả đấy mà mình không điều khiển ấy là ăn hit rồi đấy. Cứ cho ra Hunter ra chuồng gà ngồi thôi, khổ thật. Máy cuối đây rồi mà không cam nữa thì thôi đó. Giời ơi. Bữa nay cũng có khá là nhiều những nhân vật Hunter gọi là sao chép ký ức ha. Thư ký cũng sao chép ký ức. Xong rồi cha này cứ ra chuồng gà với mình chơi thôi. Buồn thật đấy. Buồn của Gu Chan. Đẩy mình ra cái máy đấy chứ. Trời đất ơi là trời. Nổ luôn. Ngoài trời sắp mưa rồi cho nên là tranh thủ mình chơi. May sao trận này được này. Chứ nếu như mà đến khi mưa mà chưa có trận thắng nào chắc tôi buồn chết luôn á. Trầm cảm lắm. Stress. Dạo này mình cũng đang trong giai đoạn thi nữa. Việc cân bằng giữa chơi để làm clip và học bài rất là căng thẳng luôn mọi người. Làm sao để vừa thi được mà vừa có clip cho mọi người xem. Mình cũng làm được công việc của mình nữa thì nói chung là nó sẽ hoàn hảo hơn. Mình cũng có nhiều đứa bạn mà bây giờ nó đang làm song song luôn. Ví dụ như là đi phụ mấy quán lớn như là Gugi này hoặc là Mangua đó. Một ngày lễ thường thường kiếm được khoảng mấy trăm. Vô. Thôi mình vô luôn, không nhây cổng nữa. Để xem bà Big Cum bà làm cái gì. Trời ơi, nghe cái tên nó muốn sợ hãi luôn vậy đó. Không mang mắt đỏ nữa chứ. Ô, nhảy hầm được này. Rồi xong luôn. Ok mọi người đừng chuyển kênh nhé. Mình sẽ được thêm một trận đấu nữa cho mọi người cùng xem nha. Rồi mình đã quay trở lại với map làng ven hồ. Giờ mới thấy cái map này nó khiến ông này đẹp trai. Map kia nó vàng khè. Mà cái bộ skin này thấy còn đẹp hơn cả skin S. Skin S nó nhiều màu mè quá. Xong rồi nó cũng xanh xanh trắng trắng kiểu gì ấy. Mặc dù nó là S thiệt nhưng mà mình vẫn thích cái kiểu tạo hình này hơn. Tóc rất là đen, da trắng, đặc trưng người châu Á. Rồi chị cá. Nổ máy để biết ai thôi chứ thực ra thì không nên nổ máy ha.
đang dí côn trùng. Wow. Bữa nay thì mình có đi ăn quán gà Texas. Có một cái món mới đó chính là gà mà 8 vị mọi người. Gà chiên 8 vị. Một combo như vậy là hết 199.000. Ba đứa đi thì gọi thêm mấy cái phần linh tinh nữa là hết khoảng 290 gì đó, không nhớ rõ. Nhưng mà mình, cá nhân mình thấy cái gà 8 vị đó ăn kiểu giống y như là, các bạn biết một gói mì ba miền không? Giống như kiểu muối nó rắc lên xong bắt đầu là chiên giòn vậy đó. Cái vị khá là giống cái muối đấy. Hay là do khẩu vị của mình quá lỗi thời cho nên là không cảm nhận được 8 vị. Chứ mình thấy nó kiểu chua chua và ngọt ngọt. Vậy thôi á. Ừ, y chang bịch muối tôm mà để cho vào gói mì tôm, trụng nước sôi lên rồi đập hai cái trứng vô là húp vậy thôi á. Trời ơi. Rồi rồi, để mình đi cứu. Nhánh 6 mãi keo nha. Úi xồi tông. Gớm xỉu. Rồi ok nha, cảm ơn bạn nha. Đánh được miếng. Có tay le không? Không tay le thì tôi cứu được. Trời ơi. Nhìn cuốn sổ chưa xong nữa. Mùa tiếp theo thì sẽ có phụ kiện của chị cá. Và skin luôn. Rất là ngon đúng không mọi người? Thật sự rất là ngon. Thời của chị cá đến rồi. Một lúc là nguyên một combo luôn. Vừa phụ kiện lẫn cả skin luôn. Cho nên là không đòi hỏi gì nữa nha. Mà cũng nên búp ả cá một tí. Bởi vì mình thấy cá bây giờ thấy nó cũng bị làm sao ấy. Tù túng kiểu gì ấy. Ví dụ như là mình cũng có thể phi qua cửa sổ hoặc là phi qua ván. Tại vì mình thấy bơi cũng cao cao mà, chứ đâu phải đi bộ dưới mặt đất đâu. Thì nó sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì nó làm như vậy thì sẽ khá là thiệt thòi cho sơ. Nhưng mà các bạn thấy bây giờ thì sơ được tăng tốc giải mã sau những khoảng thời gian khá là dài. Nhưng mà đấy chỉ là mới trong bản thử nghiệm thôi. Còn khi nào nó ra bản chính thức thì mình mới bắt đầu là mình tiến tới. Mình suy nghĩ thêm mấy cách khác để mình chơi hơn. Chứ nó chưa ra chính thức thì mình đừng có quan tâm quá làm gì. Chỉ biết thông tin vậy thôi. Hay quá nhờ, cứu, cố gắng cứu đi rồi mình sang mình phụ cho. Từ khi mà biết được cái bạn Edward này thì cảm giác mình chơi nó nhàn lắm. Một team có một cái người chuyên đi giải cứu, nó sửa máy nó nhàn lắm mọi người ơi. Nhiều khi tôi sợ mà kiểu giống như kiểu sợ thắng á. Sợ thắng quá à. Người ta sợ thua quá, nhưng mà kiểu như khi mà biết cái bạn này chơi theo kiểu là sợ thắng. Thắng nhiều quá ngại á. Rồi rồi rồi. Ơ, nó tới nó cam rồi. Rồi mình có sổ rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình cover để cho tiền đạo cứu này. Mọi người cũng có thể làm theo một cái mẹo giống như mình nhá. Sử dụng giấy đẩy Hunter ra để cho đồng đội cứu và chạy. Đó là một cái mọi người có thể là làm theo để giúp cho đồng đội. Như ở đây thì máy đủ thì có thể làm theo nhá. Còn nếu như máy thiếu thì mình nên cân nhắc, chứ không thì rất là nguy hiểm. Chứ đây mình thấy là Tẩm Liệm đang sửa máy cuối rồi. Rồi tới nè, từ từ. Đừng nhắn ngay lúc này. Ok, đấy, rất là hay đúng không mọi người? Đồng đội cứu không mất máu và người trên ghế có thể chạy rất là ngon. Mà bà cá này bà đẩy mình vô vũng nước mới ghê chứ. Quỷ sứ hà. Ôi đánh hụt kìa. Ui già ơi. Cứu tôi. 5 86. Rồi xong bể vú. Nữa không ạ? Vẫn đuổi. Vẫn còn đuổi. Úi giời ơi. Rồi thêm một cuốn nữa. Ngon. Nổ máy. Rất là ngon luôn. Sửa máy mãi chua mãi keo. Đấy, các bạn cứu người theo kiểu như thế thì chắc chắn là ai mà không thương không quý các bạn được đúng không? Họ sẽ rất là cảm ơn luôn. Giống như là bạn côn trùng học đây này.
cứ ngỡ là sẽ chết nhưng mà vẫn chưa chết. Đó. Mình đẩy đi rồi làm sao mà đánh được nữa. Ủa nước lên, nước lên, nước lên. Ủa vũng nước ở đâu vậy? À cứu tôi, nước. Rồi nước hết rồi, nước hết rồi. Trời ơi, thấy vũng nước lên mà xanh người luôn á. Cẩn thận nha bà của... bà côn trùng nha. Bà một lần nữa là bà bay rồi nha. Bà liệu hồn bà đó. Gì đây? Biến liền. Biến đi chỗ khác chơi liền. Đẩy cái gì mà đẩy? Đấm cái gì mà đấm? Nó cứ đẩy mình vào vũng nước thôi. Quá mất nét rồi. Ê hiêu tui. Ê hiêu nè, hiêu tui. Để hết mắt đỏ này vào. Ủa đâu hàng vậy? Ui giời ơi. Thôi nếu mà đầu hàng thì mình kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Và nếu các bạn thích đừng quên hộ channel của mình. Và bye bye mọi người. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ nha.